Good morning, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì mình dậy hơi muộn, giờ thì cũng đã là 8 giờ sáng rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ review về phòng ốc cũng như là nơi cư trú của mình trong chuyến du lịch Đà Lạt lần này. Còn bây giờ thì mọi người hãy đi ăn sáng của mình đã nhé. Giờ thì mình sẽ xuống nhà hàng của Terracotta để ăn sáng. Thực ra thì khi đi du lịch ý, thì mình cũng không muốn ăn sáng trong khách sạn đâu. Vì một phần mình muốn trải nghiệm những ẩm thực đặc trưng của địa phương đó. Cái cảm giác ra ngoài ăn uống ấy, khi đi du lịch cảm giác nó thích thú lắm, nó thú vị hơn nhiều. Nhưng hôm nay dậy muộn quá, cũng hơn 8 giờ sáng rồi nên là thôi, xuống ăn tạm cái gì đó rồi tầm 12 giờ trưa thì cũng đi ăn mà. Để xem hôm nay buffet có gì nào. Cơm chiên. Chắc mình sẽ lấy một chút cơm chiên. Hôm qua là một ngày dài vì mình đã đi rất là nhiều điểm, quay, chụp, khám phá, đi bộ cũng rất nhiều. Đi từ 4 giờ sáng cho mãi tận 11, 12 giờ đêm về, về lại còn nhậu nữa chứ. Nên là hôm nay mình quyết định dậy muộn một chút để cho cơ thể được nghỉ ngơi, relax rồi ngủ nghỉ thêm một chút. Nhà hàng này có tên là Montagne, đây là tiếng Pháp mà mình không biết là có đọc đúng hay không nữa. Ở nhà hàng này thì phục vụ các món Á Âu với thực đơn phong phú, được chế biến bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, với không gian sang trọng, ấm cúng, với sức chứa lên đến 350 thực khách. Nhìn chung thì đây là một trong những resort nổi tiếng nhất ở Đà Lạt, nhưng mình thấy về đồ ăn sáng thì không có quá nhiều món. Đa phần chỉ là các món cơ bản như là cơm chiên, rồi trứng, xôi, các loại bánh mì, thịt nguội, salad, xúc xích, súp. Nói chung buffet ở đây thì cũng không có gì là quá đặc sắc cả. Về phần trình bày thì cũng bình thường luôn. Ở bên trong nhà hàng thì cũng khá là sang trọng, khá đẹp, sạch sẽ và ấm cúng. Nhưng cá nhân mình thì lại thường muốn ở những không gian bên ngoài để có view ấy, để có thể kết nối với mọi thứ xung quanh. Vậy nên thì mình sẽ không ngồi trong nhà mà sẽ ra phần hiên đằng sau đi. Ở Hà Nội thì vui đầu với công việc, lên du lịch được vài ngày thì lúc nào cũng cầm cái máy quay trên tay, rồi quay chụp, nói chung là lúc nào cũng trong trạng thái làm việc. Nên mình cũng không enjoy mọi thứ một cách sảng khoái, thoải mái thực sự được. Thôi thì cũng muộn rồi nên là mình chọn đại một vài món ăn dễ ăn, nhẹ nhàng thôi. Kèm thêm là nước hoa quả cũng như sữa chua cho là dễ chịu. Mời các bạn ăn sáng nhé. Không khí Đà Lạt buổi sáng mát mẻ ghê, ngồi đây ăn rất là thoải mái. Người ta thường nói là ngoài ăn bằng miệng thì còn ăn bằng mắt, bằng tai và cảm nhận xúc giác nữa. Vậy nên các món ăn thì bình thường thôi, nhưng mình thấy ngồi đây và ngắm trọn view quảng trường này. Cảnh đẹp trước mắt đó là hồ Tuyền Lâm, rồi cây cối, trời mây, màu sắc kiểu cinematic lắm, kiểu điện ảnh ấy. Nói chung là cảnh đẹp, gió mát, xong rồi kết hợp với nhạc jazz rất là du dương, ngồi đây cuốn thực sự luôn. Thêm ấm trà nữa thì có một ngồi đây cả sáng. Trước mặt thì là quảng trường hay còn gọi là BBQ Garden, thích hợp để tổ chức các sự kiện này, dạ tiệc, team building và các hoạt động vui chơi giải trí ở ngoài trời. Ngoài ra thì buổi chiều thì cũng có cả dùng trà chiều ở đây nữa, cũng khá là nhã. Mình thì cũng muốn thử thưởng thức trà chiều ở đây, nhưng mà cứ đi chơi suốt cả ngày nên cũng chưa có thời gian mà ngồi thưởng thức. Chắc là chiều nay cũng phải thử xem cảm giác nó thế nào. Nhìn chung thì resort này có lối thiết kế rất là hiện đại, với tông màu xám trắng kết hợp với những tấm kính lớn, lấy được rất nhiều ánh sáng. Trong thiết kế kiến trúc thì thông gió và chiếu sáng rất là quan trọng, để có thể tận dụng được nguồn năng lượng tự nhiên như năng lượng mặt trời, ánh sáng, gió, không khí, để làm các không gian trở nên hài hòa và làm con người bên trong có được cảm giác thoải mái để sản sinh ra năng lượng tích cực hơn. Ở bên trong khu vực sảnh và các khu vực công cộng của khách sạn là sự kết hợp giữa màu vàng đồng và màu gỗ đen sẫm, cùng với hệ thống chiếu sáng điểm xuyết ở mỗi không gian để tạo độ sang trọng cho khu vực khách sạn.
Resort này thì có hai phần là phần villa, biệt thự và hotel là phần khách sạn. Thì mình ở phần hotel. Nếu đông người khoảng 6 người trở lên thì nên book villa view hồ thì sẽ hay hơn nhiều. Nhưng đợt này mình đi thì cũng cùng với 3 người bạn nữa. Nói chung là đoàn có 4 người nên là mình chỉ book 2 phòng trong hotel thôi. Và tiếp theo thì mình sẽ đưa các bạn về phòng đi một vòng room tour nhé. Trước tiên khi bước vào phòng thì bên tay phải mình đây là một tủ quần áo. Còn ở bên tay trái mình đây là một phòng tắm lớn. Phòng tắm này thì cũng rất đầy đủ tiện nghi. Ở đây thì có một chiếc gương lớn này. Ở đây lại có một chiếc gương nhỏ và máy sấy tóc nữa. Có chậu rửa mặt, bàn đá. Bên trên thì cũng có bàn chải, xà phòng, nước rửa tay, khăn lau tay này. Các giá, kệ đỡ để khăn này, móc treo các thứ. Còn có một tấm kính lớn để có thể nhìn thẳng ra ngoài phòng nữa. Ngoài ra thì không thể thiếu, đó là một buồng tắm đứng và có cả bồn tắm nằm luôn này. Bồn cầu nữa. Ở đây lại có một tấm gương lớn nữa để có thể tút tát soi lại outfit mỗi khi ra khỏi phòng này. Không gian phòng thì rất là thoáng đãng. Ở đây là chỗ mình để giày dép rồi có thể ngồi đây để đi giày, sửa soạn mỗi khi đi chơi này. Phòng thì cũng có một chiếc tivi nhưng chả bao giờ bật cả vì ai cũng sử dụng smartphone hay là laptop các thứ rồi. Nhìn chung thì mọi thứ là đầy đủ tiện nghi, có đủ từ đèn bàn này, một chút nước suối, trà, cà phê, mì tôm. Ở đây là menu những dịch vụ tại Terracotta này. Bình siêu tốc để đun nước. Phòng này là phòng Superior thì có một giường đôi. Nhưng là do mình ở 3 cho nó vui nên yêu cầu khách sạn bổ sung thêm một giường đơn nữa. Nhưng cái này là có phụ phí nhá. Ở khu vực khách sạn thì có 3 loại phòng chính là phòng tiêu chuẩn Standard, rồi phòng Superior và phòng Deluxe. Ban đầu thì mình book là phòng Deluxe, có nghĩa là phòng cao cấp nhất ở khu khách sạn. Nhưng mà đã hết phòng mất rồi nên đành chuyển qua phòng Superior. Không gian rất là thoải mái và dễ chịu. Đây là sự kết hợp giữa tông xám của giày dán tường, tông trắng của diện trần và tông nâu của màu đồ gỗ. Cùng với đó là ánh sáng vàng để tạo cảm giác thư thái khi nghỉ dưỡng tại đây. Ở đây thì không có điều hòa mà chỉ sử dụng thông gió thôi. Vì thời tiết của Đà Lạt thì cũng khá là lạnh vào ban đêm mà. Đặc biệt của phòng này đó là view vườn rất đẹp. Sáng nào thì mình cũng thường ngồi đây để nhìn ngắm mọi thứ ở bên ngoài. Có rất nhiều thông, xa xa là hồ Tuyền Lâm. Không khí thì lúc nào cũng rất là trong lành, tạo cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, yên ả. Nhìn chung thì mình thấy resort này khá là ổn, với dịch vụ rất là tốt. Khuôn viên thì cực kỳ nhiều cây xanh, còn được bao bọc là rừng thông nữa. Mà resort này rất là rộng, mình còn chưa có thời gian để nhìn ngó hết cơ. Ở đây thì còn có cả phòng tập gym cũng như khu spa. Mình cũng muốn là vào khu spa để thư giãn, relax một chút. Nhưng mà cứ đi chơi từ sáng tới đêm nên là cũng chưa có thời gian nào mà vào. Nếu như các bạn muốn nghỉ dưỡng một cách thực sự thì hãy nên tới đây, nên tới Terracotta. Còn nếu muốn đi chơi theo kiểu náo nhiệt thì nên ở những khách sạn ở trung tâm thành phố Đà Lạt. Nhu cầu của mình là nghỉ ngơi và nghỉ ngơi. Vậy nên mình chọn đây thực sự là một sự lựa chọn quá là hợp lý rồi. Resort này thì cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 6 đến 8 km gì đấy, mình không nhớ. Nhưng mà nói chung là vì nó cách xa trung tâm nên là ở đây rất là yên tĩnh. Ở đây gần như kiểu một cái bán đảo nhỏ ấy, nên là rất là thoải mái luôn. Và bây giờ thì mình đang có mặt tại Yam Đà Lạt. Ở đây là một khu tổ hợp bao gồm cả cà phê lẫn nhà hàng. Đây cũng là một địa điểm, một location khá là hot trong năm qua.
Ngày hôm nay thì mình có gọi gỏi này, có một món mới đó là gà chiên sốt Thái, một nồi lẩu tôm yum, và cuối cùng ở đây là tôm hấp nước dừa thì phải. Ngày hôm nay thì mình ăn sáng khá là muộn, nên là bây giờ thì ăn một chút thôi, rồi lại đi chèo thuyền kayak luôn, sợ bị đau sóc ấy. Sau khi thưởng thức những món ăn ở đây thì về phần trình bày thì mình cho 8 điểm. Nhìn cũng khá là đẹp mắt, còn phần ăn thì mình cho khoảng 7 điểm thôi. Nó kiểu cay cay nhưng lại không được đậm đà gia vị ý. Mình không cảm thấy có một vị gì nó đặc biệt ở đây cả. Nói chung cái này là cảm nhận và khẩu vị riêng thôi, nên các bạn cứ đến và thử trải nghiệm nhé. Từ hôm đến bây giờ ấy, được đúng hôm tối đầu tiên là ăn lẩu gà lá é ở bên Tao Ngộ là ngon, thực sự là ngon. Còn lại là ăn toàn kiểu bình thường ấy, không có cái gì để mình cảm thấy phải trầm trồ, phải thốt lên là cái món này là ngon quá. Mà thấy mọi người cứ recommend các món bảo ngon lắm hay cả nổi tiếng lắm, mà đến ăn thì quá là bình thường luôn ấy. Đúng là sức mạnh của truyền thông. Và bây giờ là 3 giờ chiều rồi, lúc nào thì cũng đến muộn rồi ăn muộn. Giờ thì mình sẽ quay lại Hồ Tuyền Lâm để trải nghiệm chèo thuyền kayak của các bạn nhé. Let's get do it. Boom. Chèo thuyền kayak này có giá là 300.000. Mình thấy trên Google có giới thiệu có những nơi là 220 này, 300, 350, 400. Có nhiều địa điểm chèo thuyền kayak tại Đà Lạt, và mình thì chèo ở Hồ Tuyền Lâm, thì nói chung là cũng gần gần khách sạn thôi. Tận hưởng không khí, cảnh đẹp, thư giãn chút. Bây giờ thì mình đang có mặt ở trên bãi bồi. Chèo thuyền một lúc thì cũng dã cánh phết ấy, lên nghỉ ngơi chút, chụp ảnh. Đây thì có đất đỏ này, rừng thông. Nói chung thì du lịch trải nghiệm thế này thì cũng khá là hay. Chèo thuyền kayak thì có rất là nhiều địa điểm, có nhiều tour. Và khoảng tháng 8 đến tháng 10 hàng năm thì có tour ngắm lá phong cũng khá là hay. Thường thì sẽ đi vào khoảng thời gian là 6 đến 7 giờ sáng cũng có tour này. Chiều thì khoảng 2 rưỡi, chúng ta có thể chèo 3 đến 4 tiếng tùy vào nhu cầu của từng người. Theo mình biết thì Đà Lạt đẹp nhất thường vào khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm. Vậy nên nếu các bạn muốn tận hưởng trọn vẹn những gì ở nơi đây thì hãy tới vào khoảng thời gian này nhé. Thời tiết rồi cảnh đẹp sẽ chiều lòng người hơn. Còn vào khoảng tháng cuối tháng 4, đầu tháng 5 và tháng 6 hình như là mùa mưa thì phải, nên là sẽ hạn chế việc mình đi tham quan nhiều hơn. May quá mình định đi vào tháng 5 nhưng mà thế nào lại máu quá, quất luôn vào đầu tháng 4 này. Nhìn chung thì không khí thời tiết thì cũng thoải mái dễ chịu. Thank you.
Có lẽ thời gian còn lại của chuyến đi này thì mình sẽ không vlog nữa, để có thể dành một chút thời gian dành cho bản thân mình. Vậy nên hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Mong rằng trong năm nay thì mình sẽ còn có cơ hội đưa các bạn đi thêm nhiều nơi nữa, để cùng nhau trải nghiệm và khám phá những cảnh đẹp nhé. Peace out.